Cầm ra mì đâu ai còn lọ cái con ấm em mua tên nè. Ôi giời.
nghỉ để dầu muộn ở chỗ Yeah.
Đây mà, không mình chín hết trơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nè. Mời chắc là phụng bằng kia mà. Nà. Nhớ con ngủ giờ con xong. Ngồi đây nhé. Ăn đốn cá mông. Thank you.